Đây, chỉ được 7 cái này các bạn. Chào các bạn, chào các bạn đã trở lại channel Quân GP. Hiện tại bây giờ là khoảng 8 giờ sáng, mình nghe nói cái siêu thị gần nhà mình này, siêu thị thuốc này nó bán khẩu trang. Thế nên là mình quyết định dậy sớm mà ra xếp hàng thử xem là có mua được cái khẩu trang nào không nhé. Hiện tại thì dịch bệnh ở Nhật nó đang khá là mạnh và khẩu trang nhà mình thì cũng sắp hết rồi. Trước mua được có 20-30 cái nhưng mà gần đây thì ngày nào đi nào cũng phải dùng khẩu trang ấy, thế nên là cũng sắp hết rồi. Thì giờ mình sẽ ra xếp hàng xem có mua được cái khẩu trang nào không nhé. Các bạn cùng đi theo mình để xem nhé. Hiện tại thì đang là sáng sớm ấy, thế nên là bạn nhìn đường không có một ai đi luôn này, một tối rất là vắng luôn. Đây, giờ mình sẽ ra lấy xe máy và mình đi cho nhanh thôi. Mình đã đến nơi rồi các bạn ạ. Thế nhưng mà mình đã đến nơi nhưng mà vẫn có người đến sớm trước mình, và mình chỉ là xếp thứ 9 thôi. Và các bác người Nhật này chắc là phải đến từ lúc 8 giờ sáng rồi. Và họ đã ngồi hết ở phía ghế chờ rồi, mình không có ghế thế nên là mình phải ngồi xuống đất. Còn phía bên này là các người đến sau mình này, sau khoảng 15-20 phút cũng có khoảng hơn chục người đến sau lưng mình. May mà mình vẫn đến sớm hơn một chút. Sau này ra xếp hàng đã có khẩu trang này. Mỗi người được lấy một cái. Đây, chỉ được 7 cái này các bạn. Số người xếp hàng còn dài lắm các bạn. Ít trong siêu thị thì còn đầy ngoài này. Ok, sau một hồi xếp hàng thì mình chỉ mua được một túi thôi. Và một túi này chỉ có 7 cái ở trong các bạn. Xếp hàng khoảng 2 tiếng các bạn thì mới mua được cái túi khẩu trang có 7 cái này. Và giá của nó là 604 yên, là khoảng 120.000 7 cái này. Rất là ít luôn. Và người xếp hàng vẫn còn rất là dài, hôm nay chắc là khoảng 50 cho đến 60 người xếp hàng các bạn ạ. Ô tô thì đậu kín luôn, bình thật. Người Nhật người ta cũng chịu khó đi xếp hàng để mua được khẩu trang. Mình đã về đến cái khu này là có hoa anh đào các bạn ơi. Chỉ dừng lại đây quay cái video này một chút. Thực sự là mua cái khẩu trang này cũng rất là đắt. 600 yên, 604 yên mà được có 7 cái ở trong này. Và phải xếp hàng từ lúc 8 rưỡi sáng. Lúc sáng ngủ dậy là 8 rưỡi mình đã ra mình xếp hàng, và lúc đó chỉ có 10 người. Và hôm nay thì mình thấy cái khu đấy, mình vừa quay được cái đoạn video, cái khu đấy chắc là còn rất là nhiều. Và thế nên là khoảng 5-60 người xếp hàng thì chắc là cũng mỗi người mua được một túi. À, ngày thường ấy thì nó bán chỉ khoảng 300-400 yên thôi, là có 30 cái ở trong. Thì không mua, dịch bệnh thì bán 600 yên thì được có 7 cái. 600 yên nó rơi vào khoảng 120.000 tiền Việt Nam rồi, được có 7 cái khẩu trang. À, xem nào, cái này là cái loại này chỉ là chỉ có một loại size dự là bình thường thôi, và mỗi người chỉ được mua có một cái thôi các bạn. Nhưng mà thôi cũng không sao. Thì mình đi xếp hàng mình mới thấy được cái văn hóa xếp hàng của người Nhật là thế nào. Lúc mình đến là 8 rưỡi thế mà đã có 7 8 người rồi, mình là người thứ 9. Đã có 8 người xếp hàng rồi thì chứng tỏ là họ phải đi từ lúc 8 giờ. Thì họ đến đấy họ xếp hàng. Và đến tầm 10 giờ mở cửa thì tầm 9 giờ rồi đi bắt đầu đông người đến xếp hàng lắm. Và ra đến rất là đông. Nên mình nghĩ là khẩu trang thì dạo này đang rất là hiếm ý. Thường thường là chắc chỉ có khoảng 15-20 cái, cùng lắm là 30 cái thôi đúng không? Thế nhưng mà người Nhật định họ xếp hàng một hàng dài luôn, đến 4-50 người rồi nhưng mà họ không từ bỏ ý định xếp hàng, mà họ cứ đứng đến tận hai hàng luôn, hai hàng dài răng rặc. Mặc
dù người đến trước, người đến sau nhưng họ không bao giờ chen lấn xô đẩy. Hay là ví dụ mình mà đang đứng đây, ví dụ mình đi vệ sinh hoặc là mình đi hút thuốc hay là mình ra mua một lon nước ấy, thì mình quay lại thì cái chỗ của mình vẫn không có ai dám đứng vào luôn. Và khi siêu thị mở cửa ấy, siêu thị mở cửa xong bắt đầu người đi trước vào trước, người đi sau vào sau, mọi người vẫn cứ theo cái hàng xếp ấy, lần lượt đi vào. Và người nào mua được hàng xong người ra tính tiền, xong rồi đến người khác lại vào lấy hàng, xong lại ra tính tiền, chứ không có ồ ạt chạy vào cùng một lúc đâu các bạn ạ. Hôm nay cũng là cái ngày đầu tiên mình đi xếp hàng, bởi vì mình nghe nói siêu thị đó có bán khẩu trang ấy, thì mình cũng đi xếp hàng, và ngày đầu tiên xếp hàng cũng đã may mắn là mua được một cái túi khẩu trang, mặc dù hơi đắt một chút nhưng mà vui, và cũng hiểu được cái văn hóa xếp hàng của Nhật là thế nào. Và ở Nhật thường là mua gì hay là làm gì hay thường hoặc là vào quán ăn người ta cũng xếp hàng. Cái văn hóa xếp hàng của họ chung là rất là đỉnh cao luôn các bạn. Cái hồ này là thường là có nước ở dưới này nhưng mà mùa này thì nó cạn hết nước rồi. Rất là đẹp. Đây còn hoa anh đào thì phía bên này các bạn nhé. Đây mình đứng từ đầu dưới này luôn này. Từ đầu dưới này thì các bạn nhìn ở phía này nó được rộng hơn. Đây các bạn ơi, có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. Đấy, có hoa anh đào rất là đẹp luôn. Vào cái mùa này thì đi đâu ở Nhật cũng có hoa anh đào các bạn ạ. Đây, chỗ kia có thằng bé đó. Có thằng bé đang tập xe này. To chắc chỉ trong vòng 1-2 hôm nữa thôi, gió to thế này thì cành nó rơi kìa, nó rơi thì nó tàn hết luôn mà. Bé này rất là đẹp. Wow, ra đây quay cho bạn xem cái nám anh đào rơi đấy, các bạn nhìn giống tuyết không, rơi bay rất là đẹp này. Cái nhà dưới kia thì chắc là ăn đủ cánh hoa anh đào luôn, rất là đẹp. Quét nhà ốm luôn, nào nó rơi vào. Thì giờ mình cũng phải đi về nhà thôi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Và đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh của mình nhé. Ok, bye bye, xin chào các bạn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình.